chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của Trường Lý nhé. Năm hết Tết đến rồi, bây giờ cũng là vào cuối năm rồi các bạn ạ. Vì vậy là các cái đám cưới mừng hiếu hỉ, nói chung là nhà mới cho đến các cái đám cỗ rất là nhiều các bạn ạ. Ở trên vùng cao là như vậy các bạn ạ. Đấy. Năm hết Tết đến là chỉ có ăn uống và vào nhà mới cưới xin, ăn hỏi vân vân rất là nhiều, ma chay nữa các bạn ạ. Thì hôm nay Trường Lý muốn giới thiệu với các bạn một cái phong tục cũng như là một cái lễ mừng nhà mới của dân tộc Dao ở trong cái bản này nhé. Bản này thuộc là bản Bó, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang nhé các bạn nhé. Hôm nay Trường Lý sẽ đưa các bạn đi vào xem lễ mừng nhà mới cũng như là bữa cơm tân gia của nhà ông chú mình ở trong bản này. Mời quý vị và các bạn cùng theo chân mình và theo dõi các video của mình nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào trong đó để xem nhà mới như thế nào nhé. Đấy. Ở cái khu này mình thấy có một cái bãi cây rất là tự nhiên ở ngay bờ suối các bạn, đẹp lắm. Những cái cây này cũng là cây vối nhé. Đấy, có một cái video trước mình cũng đã giới thiệu về cái cây vối này ở cái bản Sáp ở gần thị trấn mình rồi. Đấy, ở đây thì mình lại thấy có một cái bãi toàn là cây vối rất là cổ thụ, rất là to. Đấy, đó. Ở ngay gần khu nhà chú mình. Và ở đây mình theo mình nhìn thấy là có mấy cái ghế đá được đặt ở chỗ kia rồi. Đấy, có lẽ là có một cái bàn tay hay là một nhà đầu tư về du lịch ở đây thì phải. Hoặc là một cái dịch vụ gì đó. Thôi bây giờ tôi sẽ đưa các bạn vào nhé. Đường đi khó lắm. Đường đi vào bản rất là khó. Tôi vừa mới bị ngã xong các bạn ạ. Đây này. Đây. Xe bẩn này, người tôi vừa lau xong đấy nhá. Đấy. Nói chung là đường đi hôm nay trời nó hơi mưa mưa nên là trơn các bạn ạ. Rồi, bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đi một đoạn xem cái bản này nó đẹp như thế nào nhá. Đây có mấy cái ghế đá này các bạn ạ. Đá được sắp xếp rất là gọn gàng và ngăn nắp nha các bạn nhé, tương đối là sạch sẽ, đẹp đấy các bạn ạ. Đây là đường ô tô đi vào trong bản. Còn ở trên đây cũng có một cái cầu treo nhưng mà cái cầu này thì chỉ đi xe máy được thôi nha các bạn nhé. Những năm trước đây cái đường này đi còn khó lắm, bây giờ có đồ đường bê tông là dễ hơn rất nhiều rồi. Cầu treo đây. Đấy, bạn thấy cầu treo đẹp không? Bây giờ sang cầu một tí nó lại quay lại nhé. Nhà chú tôi ở bên này cơ. Các bạn chiêm ngưỡng phong cảnh. Wow. Rất là đẹp các bạn ạ. Đường vào này. Còn bên này là đường đi vào trong bản này. Đấy. Đây, nhà ông chú tôi ở bên này. Các bạn ạ. Ở bên này. Đây là có một con suối nước rất là trong nha các bạn nhé, nước trong xanh luôn đấy. Trước đây khu này có nhiều cá lắm nhưng mà bây giờ do làm quặng ấy, ở trên nguồn đầu nguồn đây người ta làm quặng vì vậy là cá nó cũng đi rất nhiều vì nó bị đục xong nó không có thức ăn cũng như là nhiễm khuẩn vân vân, nhiều cái nước quặng nó chảy ra bẩn lắm các bạn ạ. Đấy, nhưng năm gần đây thì quặng không làm rồi, do vậy nước nó bắt đầu xanh trở lại. Qua nhìn thì tôi cũng thấy có mấy con cá. Rồi bây giờ tôi sẽ đưa các bạn lên nhà ông chú tôi để xem bữa cơm mừng vào nhà mới như thế nào nhé. Đây là cầu treo. Đẹp nha các bạn ơi. Đây là có một cái đồi cỏ. Cửa sổ xếp gì đâu các bạn. Xe để dưới này à?
cho sẵn xe lên trên. Ôi giời, trơn quá. Đấy, cái đường này tưởng ngon ăn mà cua gấp quá nên là đi hơi khó. Trơn quá. Đây, xuống. Giới thiệu mọi người, đây là nhà mới của chú tôi nhé. Nhà vừa mới được làm xong. Còn chưa có cửa sổ nhỉ? Mai làm anh ạ. Mai mới làm cửa sổ à? Mai bận quá không làm rồi. Đi lên trên nha. Ê thím, chú lên lâu chưa? Hôm qua. Thím đi cùng ai? Thằng đi à? Thằng Đức Trung không lên à? Nó lại về luôn rồi à? Ui dồi. Vừa cúng xong à? Đây là xem khu ẩm thực xem nào. Hôm nay làm những cái món gì? Nhiều thế nhỉ? Món thịt nướng này. Thịt hun khói. Thịt hun khói. Thịt nướng đấy. Đấy, á vậy. Chào em nhé. Xong hết rồi đấy nhỉ? Vừa đi vừa chơi nên là vào hơi muộn. Hả? Ăn nhiều ấy, ăn nhiều béo mà. Đây, chú Quang nhớ có chứ, vẫn nhớ mà. Đây, món thịt gà nha bạn. Vâng. Giờ mời các bạn đi lên trên nhà xem nhà mới rộng như thế nào nhá. Đây nhà sàn. Thang rất là mới này các bạn ạ. Thang này bằng gỗ nghiến nha các bạn nhá. Cây nghiến này. Cây nghiến rất là chắc luôn đấy. Ôi, lát như này à? Không đánh bóng à chú? Trơn quá sợ ngã. Bác xuống đâu chưa? Thằng này đang đi 8 rưỡi mà. 8 rưỡi à? Bác còn lai căn rượu với lại bánh biết đi không nhắm đi nhanh. Cháu vừa bị ngã một phát rồi. Thế? Ở ngay đoạn này mà đoạn đoạn bên. Không còn bị ngã. Vâng. Thì trơn quá, cái chỗ cua cua kia nó trơn. Vâng, cháu khỏe mà. Vâng. À, chú ơi. Đây ông chú. Em xuống đâu chưa? Vâng. Vâng. Ôi bánh trưng này xanh nhỉ. Bánh trưng bánh me mà. Ừ. Bánh trưng. Bánh trưng bác Tuyên làm đấy nhỉ. Đấy, đúng. Bánh nhà nghề nó khác nghe nhỉ. Xanh lè ngay. Ừ. Mà lấy cái lá kia vào. Cái này mới ngon đấy, nhìn nó đẹp. À dạ. Ôi giời, làm cả cái món khẩu nhục này nữa cơ. Ôi cháu mà tạm mình nó ăn được luôn cho ăn để tí nữa. Cái này xuống được mà. Kênh lửa đi. Ê, cúng xong rồi à, chú? Xong rồi. Cúng xong rồi à? Xong rồi. Xong rồi. Nhanh hết nhỉ. Chờ cháu đến. Thì thay một số cái cột phải không nhỉ? Đúng nhỉ? Không thay. Cái này bào lại à? Bào lại thôi nhỉ? Nhìn mới. Vâng. Cột vẫn phải thay chứ, mà thêm một số cột chứ đúng không? Mấy cột này là cột mới. Vâng. Cháu cột bảy cột bằng đinh. Ai à? Cái này là bằng nghiến chứ? Đinh à? Ai à? Cột đinh á rồi nhỉ? Đây là nhà sàn làm theo cách của người Tây. Nhà sàn thì ở đâu nó cũng có một cái đặc điểm gần giống nhau. Các bạn nhé. Bây giờ làm bằng cái dùi này thì nó đỡ phải bị mọt nhỉ. Ngày trước dùi bằng cái vầu kia cứ lâu lâu lại phải thay. Vâng. Ừ. Tấm về lâu chưa? Ừ. Xem cái món xỉ nhục này thế nào. Món này mấy anh em khác làm tối qua đây à? Hiệu mọi người, đây là món
khâu sản khâu khâu nhục nhỉ, khâu nhục món này ở bên Lạng Sơn rất là phổ biến nhé. Đây là dùng bằng các cái thịt ba chỉ thái ra mỗi miếng khoảng tầm 2 lạng này, xong là nói chung là làm cái món này mất nhiều công đoạn lắm. Xào à? Làm gà xào cái gì đấy? Súp lơ. Súp lơ. Thế à? Một con to như châu Nghé cả. Một tạ hơn. Hay à? Làm cỗ to đấy nhỉ. Một lợn. Mấy gà này? Cái này chắc phải hơn 10 con gà. Đây là món nem. Nem chả, chả nem. Sản phẩm đã chín rồi. Đây là món lòng gà xào súp lơ ớt tổng hợp. Tổng hợp mùng nhĩ, cả mùng nhĩ nữa nhỉ. Món rau sống nhỉ. Sống. Đã có thịt treo rồi cả. À, không dựng nhà là mổ một con rồi đúng không? Giới thiệu với mọi người mâm cỗ trong làng bây giờ là rất là hoành tráng rồi nha. Đây có mụ, có món nộm ngũ sắc này, canh xương này, thịt nướng này, món khẩu nhục làm như bên tàu. Có một cái đặc trưng riêng ở trên vùng cao không thể thiếu được, đó là cái món bằng 2AB kia. Đấy, món này là không thể thiếu được nha các bạn nha. Đây chính là món nước nói, gọi là rượu vùng cao đấy. Món đấy không thể thiếu được nha các bạn nha. Đây, tổng tất cả là 15 mâm nhé các bạn nhé. Trường không về nhỉ? À trường con bác hả? Chắc hôm nay phải trực. Hôm nay trực à? À đi học rồi à? Vâng. Bấm bấm thôi. Lúc làm này chỉ thôi. Cho bây giờ làm khách bấm thế hả? Chỉ món bia nhỉ? Nhà chú mình là có 2 bàn thờ, bởi vì thờ 2 dòng họ. Ngồi ở trên nhà thì có một cái điểm view rất là đẹp đây này các bạn. Đấy, ra đây ngắm được toàn bản luôn. Đây, toàn
cảnh phong cảnh của bản làng thôn Bản Bó đây nha các bạn nhé. Do nhà mới nên là chưa làm được cái cửa sổ nên là nhà vẫn là đang trống. Cháu nói chuyện một mình. Cháu nói chuyện với khán giả. Đấy, vâng, một mình. À, thím thấy mình cứ vừa đi vừa nói nên là tưởng là mình đang nói chuyện với ai. Đây là những cái món nước nói khổng lồ, Pepsi khổng lồ, toàn rượu thôi. Món nước nói không thể thiếu trong mỗi mâm cơm của vùng cao. Bây giờ ăn cơm không có rượu chả biết nói chuyện gì nhỉ. Vài ly vào lại thấy cái gì cũng thấy nói được. Bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển. Mình cứ vào cái chỗ nào nó có như vậy là đã đến giờ ăn cơm rồi. Xin phép kết thúc video đây bởi vì quay cảnh anh ăn cơm nó không tự nhiên lắm. Mời mọi người ăn cỗ trên bản cùng với Trường Lý nhá. Mâm cỗ mừng tân gia nhà mới. Đây mâm cỗ tân gia. Nhà chưa có cửa sổ đâu nhưng mà vẫn vào nhà mới. Đấy. Theo phong tục dân tộc trên mình đây là cứ có nóc là có nhà. Đấy. Rồi, các bạn thấy video mình hay thì like, share và chia sẻ nhé. Và đặc biệt là đăng ký kênh và nhấn nút chuông để chờ những video mới nhất của mình nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Rồi, có mời đi nhờ. Rồi, làm tí đi nhờ. Thôi nhờ, làm cái cho nó tưng bừng ấy nhờ. Không. Dạ. Cảm ơn các bác. Dạ vâng. Rồi cả nhà uống rượu nhá. Nên là không dột rồi. Mưa không vào được đầu là không trúng đầu được. Đảm bảo rồi.